Sư có chia sẻ về nhiều loài phi nhân không nhận được phước hồi hướng. Tuy nhiên, sư cho con hỏi là nếu các hàng phi nhân đó khi thấy chúng sanh khác bố thí giữ giới hành thiền mà sanh tâm hoan hỷ thì phi nhân đó cũng có phước phải hay không? Đúng là như vậy, bởi vì đó ngoài cái chuyện là nhận cái phước hồi hướng thì một số là chúng sanh không có nhận được nhưng mà họ thấy họ hoan hỷ. Sư nói ví dụ như là người mình đi, mình không nhận được phước hồi hướng, nhưng mình khi thấy chúng sanh khác mà họ làm phước á, mình hoan hỷ thì mình cũng có phước, bởi vì cái phước đó là cái phước tùy hỷ. Mà nói hơn nữa thì cái tùy hỷ đó đó nó đến từ đâu? Nó đến từ cái tâm hỷ, một trong bốn vô lượng tâm. Ngoài ra nó còn là cái muốn có được cái tâm hỷ đó mà mình phải đến từ cái sự không ganh tị, phải không ganh tị mình mới hoan hỷ được. Mà cái không ganh tị đó là cái tâm vô tham, tâm sở vô tham ha. Đó. Mình phải không có tham thì mình mới không có ganh tị được. Đấy, cho nên nó là cái tâm lành, và bản thân cái tâm vô tham đó nó chính là công đức. Còn có một vài chúng sanh á, xin thưa là họ không đủ cái trạng thái tâm lý để họ hoan hỷ. Sư lấy ví dụ như bà má có hai đứa con, một đứa thì vừa mới đi chơi về, một đứa thì vừa được điểm 10. Thì một cái đứa mà đi đi chơi mà bị trứng ngỗng á, về bà má lôi đầu ra đánh cho lên bờ xuống ruộng, đánh một hồi nhỏ nó khóc bù lu bù loa, và bà má kêu nín không có cho khóc, thì nó vừa nín mà nó cứ hít hít vậy đó. Còn cái đứa mà vừa mới được điểm 10 đó, thì bà má bà cho nó cái đồ chơi, ví dụ như vậy. Thì xin thưa nha, cái đứa mà vừa bị ăn đòn không thôi đó, nó không đủ điều kiện tâm lý để mà nó vui nổi với cái chuyện mà cái thằng anh hay thằng em của mình mà vừa được cái món đồ chơi vì nó được cái điểm 10 đâu. Bởi vì mặc dù nó biết là cái chuyện đó nó tốt, tại vì sau hồi nữa thì anh em mình có đồ chơi thế nào nó cũng cho mình chơi chung. Nhưng mà vui thì vui không nổi rồi đó, tại vừa mới bị ăn đòn xong vui không nổi rồi đó. Chúng sanh cũng vậy thôi. Có nhiều một số chúng sanh á, họ không có đủ điều kiện tâm lý để họ tùy hỷ thì cũng chịu thua, họ cũng không có phước tùy hỷ ha.